nằm trong chuỗi sự kiện tuần lễ văn hóa du lịch huyện Châu Thành lần 2 năm 2004, Hội chợ triển lãm công nghiệp thương mại và ẩm thực Bến Tre năm 2004 chính thức khai mạc tại khu du lịch Forever Ring Resort, xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Sự kiện lần này quy tụ khoảng 100 gian hàng, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan mua sắm hấp dẫn cho du khách. Hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ và ẩm thực Bến Tre năm 2004 do Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thực hiện. Đây là một trong những hoạt động chính của tuần lễ văn hóa du lịch huyện Châu Thành lần 2 năm 2004 nhằm quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tiềm năng thế mạnh của các địa phương trong tỉnh, tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa phương. Hội chợ được chia thành 4 khu trưng bày, bao gồm khu sản phẩm ô cốp và công nghiệp địa phương, khu sản phẩm đặc sản vùng miền, khu ẩm thực, khu sản phẩm công nghiệp và thương mại tổng hợp. Khu sản phẩm đặc sản vùng miền sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề truyền thống của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh tham gia. Huyện An Phú đem những đặc sản đặc trưng là các sản phẩm ô cốp đặc trưng như là xoài tứ quý, gạo nàng keo được sản xuất theo quy trình là hữu cơ. Ngoài ra thì cũng có một số sản phẩm của các cơ sở kinh doanh như là bánh bía, như là nước màu dừa, và có một cái sản phẩm tiềm năng có thể phát triển là 4 sao như chỗ bánh tráng ghế. Sau chương trình này thì huyện cũng đẩy mạnh cái công tác xúc tiến như là sẽ tăng cường thêm cái công tác quảng bá cái sản phẩm của huyện để từng bước là hỗ trợ cho các cơ sở, hợp tác xã, các doanh nghiệp quảng bá mạnh hơn cái sản phẩm mình lên thị trường. Nhờ cái tuần lễ văn hóa du lịch này thì quảng bá được các vị của dừa xé giòn, nó có 3 vị, một tỏi ớt, một gừng và một nguyên bản. Hy vọng mọi người sẽ biết đến nhiều hơn về sản phẩm từ dừa, từ Bến Tre của mình. Với lại có nhiều vị để mọi người tham khảo, không nhất thiết là phải sản phẩm từ dừa là sẽ có vị nguyên quản, có vị này vị kia cho mọi người đỡ ngán, với lại ăn kích thích vị giác nhiều hơn. Hội chợ cũng nhằm giới thiệu đẩy mạnh tiêu dùng các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến truyền thống, thực phẩm công nghệ, ẩm thực, trái cây, nước giải khát, bánh mứt. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để quảng bá và phát triển các sản phẩm của tỉnh, mà còn là dịp để hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và định hướng tiêu dùng của người dân. Khách du lịch đến cái địa bàn của huyện Châu Thành, qua đó thì tham gia tham quan các cái gian hàng của hội chợ của triển lãm công nghiệp cũng như là thương mại và ẩm thực của huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre năm 2024, thì qua đó thì giúp cho các cái sản phẩm công nghiệp cũng như là tiểu thủ công nghiệp cũng như là các cái sản phẩm về cái văn hóa ẩm thực cũng như cái du lịch nông thôn, các sản phẩm ô cốp của huyện Châu Thành sẽ quảng bá được đến rộng rãi hơn đối với các cái khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Theo kế hoạch, Hội chợ triển lãm công nghiệp thương mại và ẩm thực Bến Tre năm 2004 diễn ra đến ngày 11 tháng 6.